Rồi bonsai anh Kim Sơn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị cốt. Ôi mới về đâu nha. Cây này có mã số là 449, có hoành là 136, cây cao là 70. Bầu ươm hiện tại là 65 nhân cho 55. Cây này mình xin giao lưu dọn vườn 2600k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh dọn vườn luôn. 2600k bao ship. Hồi rất là ok, lùng lực luôn. Mót đầu luôn nha. ₺2600 bao ship. Rồi vườn xin qua cây này luôn nha.